Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với shop bồn câu Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em sẽ lên cho bác một lô cần xả nhá. Cần này sẽ là gồm một loạt cần ISO, cần lỗi, cần không nhá. Có cần thì bán phôi, cần thì bán đầy đủ. Đây các bác xem lần lượt từng cây nhá. Ưng được cái nào thì báo cho em. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình mới nhá. Đây các bác cứ ưng là bác báo cho em. Hôm nay thì lên cho bác một chiếc cần số 1 200.000. Cây này sẽ là một cây dòng sút lỡ các nhá, cứng từ 10 đến 25. Nó chính xác nó chỉ cứng tầm 15 17 gì thôi. Đây sẽ làm cần chất liệu sợi thủy tinh. Đây các bác này. Chất liệu sợi thủy tinh nhá. Sợi thủy tinh pha với cả sợi tổng hợp, tính ra là nó cũng mềm mềm thôi. Ở khoen con này là khoen loại sứ xám nhá, khoen hãng bát hãng. Để các bác câu thì dòng này thì bền bể cực kỳ nhá, thao câu hơi lặng một tí thôi. Một chiếc cần của HB nhá, HB là một hãng của Chila sản xuất, xuất Nhật, dòng giá rẻ, nặng 200g, ngọn 2.7 ly nhá, mã số 1 200.000. Sang mã số 2, số 2 sẽ làm chiếc cần để cho bác câu mương nhá, câu cá bé. Con này có chiều dày là 2m1. Một chiếc cần của Salita. Ở chiếc cần này nếu mà dài 4m rưỡi 5m thì nó khoảng tầm 500.000. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Salita nhá. Dài 2m1 để các bác câu mương, nó nhỏ hơn cái bút nhá. Đấy, cần mới tinh, chưa sử dụng. Cân nặng 31g. Ngọn là 0.9 ly, con này các bác là 300.000. Ở hôm nay là cần giảm giá, cần nặng giảm giá cho bác rồi đấy ạ. Xem mã số 3 này. Số 3 sẽ làm chiếc cần lua rút. Đây sẽ làm chiếc cần lua rút của hãng Daiwa, sản xuất tại Việt Nam. Một chiếc cần lua dài là 1m50-10 sẽ là dài 1m8 coi nhỉ. 5-3-15-13-30. Con này sẽ là một chiếc cần dài 1m8. Hôm trước đọc nhầm cái này. Một chiếc cần dài 1m8 nhá. Con này sẽ size sẽ là size lua, sẽ là size L, tải màu từ 8 đến 10 g. Bát Fuji, khoen Fuji nhá. Cân nặng các bác này. 97 g. Ngọn là 1.4 ly. Giá là 700.000. Mã số 4 này. Số 4 sẽ làm chiếc cần câu tay dòng giáp khúc, một chiếc cần nội địa nhá. Chiều dài đây sẽ là 5m4. Được trang bị chất liệu carbon, vân sẽ là vân giả trúc nhá. Cần này sẽ là một dòng cần giáp khúc, thì tất cả dòng giáp khúc thì thân sẽ nhỏ có nhá. Nó sẽ nhỏ ngang cây bút này một chút xíu thôi. Xin nhận là dòng này sẽ là dòng cần mềm mại nhá. Bác nào mà câu dòng này nhiều rồi thì các bác biết nhá, còn những bác nào mà chưa câu thì em cũng bảo là dòng này nó sẽ không cứng đanh đâu nhá, nó sẽ hơi mềm mềm. Nếu bác nào mà có đồ nghề tốt chế thành 36 thì cây này câu cực kỳ ngon, nhưng mà 5m4 thì lại hơi lặng đâu nhá, 5m4 thì nó lại hơi lặng, xin nhận nó hơi võng một tẹo ở giữa, lặng 140g. Ngọn là 1 ly 1 có nhá, ngọn khá to chứ không nhỏ đâu. Mã số 4 này giá là 500.000 các bác này. Đấy, giảm giá rồi nhá, sang cái số 5. Số 5 sẽ là chiếc cần Ikada còn lại cuối cùng. Hôm trước thì lên cho bác 5-6 cây Ikada thì chốt hết rồi nha, còn một cây duy nhất cuối cùng. Hôm nay giảm giá các bác nha, cây này sẽ làm cây cần Ikada. Con này chính xác ra nó sẽ là một chiếc cần thuộc dòng chế gốc cơ nhá. Gốc con này lúc trước nó sẽ không có như thế này, nhưng mà người chủ sở hữu người ta sẽ chuyển cái gốc nguyên bản của nó sang cái gốc tre. Đấy, còn chiều dài đây nó vẫn có độ dài của nó nhá, sẽ là dài 1m6. Cần này sẽ là cần Ikada 2 ngọn. Đấy, dài 2 ngọn lắm nhá, khoen nó sẽ là khoen cổ điển. Bên trong là loại sứ xám có nhá. Bát Fuji, khoen Fuji, một chiếc cần Ikada 2 ngọn. Ikada. Rồi, mã số 5 cân nặng cho bác này.
90 g, cả ba ngọn luôn, à cả hai ngọn, cả gốc là 90 g nhé. 0.83, 0.81, 400.000 mã số 5. Đấy, hôm nay thị nghị nhất cho các bác nhé. Xem mã số 6 này. Số 6 sẽ làm trước cần ISO dài 4,5 m, độ cứng 1. Đây sẽ làm trước cần của hãng Olympic nhá, được trang bị là vân hai da. Anh rõ không ạ? Vân hai da đồng hàng nhá. Olympic đặc trưng thì chỉ có dòng hai da kiểu này và một dòng hai da xoắn tròn tròn nữa. Ở trước cần lục hôm qua em có đăng cho các bác đấy. Ở con này thì ngọn thay rồi các bác nhá. Con này ngọn carbon thay rồi. Được trang bị dàn khuyên sẽ là khuyên xích nhá. Về các bác cứ thế này câu ISO thì câu, hoặc các bác có thể hạ ra câu tay. Ngọn này thay rồi không ảnh hưởng gì nhá, câu bình thường. Giá sẽ giảm cho bác này. Nặng 170 g, ngọn 1.2 ly. 450.000, mã số 6. Mã số 7. Số 7 sẽ làm chiếc cần LFT dài 5,4 m, độ cứng 2. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen Fuji nhá. Cần này thì cần không lỗi lầm gì cả. Phôi con này sẽ là phôi hai da vân màu xám nhá. LFT thì có cái bản super mà tem hơi nhăn xám xám này này, bên trong nó cũng xám luôn các bác nhá, nó không đen bóng như cái dòng kia. Nhìn rất là dịu mắt các nhá. Một vân hai da vân xám được trang bị cực đẹp nhá. Ngọn con này sẽ là ngọn vân vải nhá. Cái phần từ chỗ này hất lên là người chủ sở hữu người ta có sơn phủ lớp sơn trắng lên các nhá. Cần nguyên bản, không lỗi làm gì, cân nặng cho bác này. 220 g. 1.35 ly, ngọn khá to. Giá là 700.000. Mã số 7. Mã số 8. Số 8 sẽ làm chiếc cần ISO dài là 5,3 m, độ cứng 2. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Bát là bát Fuji, quen Fuji các nhá. Con này màu sẽ là màu hơi hanh hanh, màu đồng vàng ấy. Độ cứng con này rất tốt các bác nhá, độ cứng con này rất là lẩy luôn, cần rút ra là thẳng cực luôn. Dòng này là dòng cần tầm trung, giá rất hợp lý các nhá. Vân là vân kim tuyến này, ngoại hình còn rất là mới các bác nhá, con này còn rất là đẹp. Dài 5,3 m, độ cứng 2, cân nặng 220 g. Ngọn dòng này thì khá to quá nha. Ngọn 1.3 ly. Giá sẽ là 600.000, mã số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng rồi. Xong mã số 9 này. Số 9 sẽ chỉ cần Iris. Iris sẽ là một cái bản nội địa của Nhật nhá. Dài là 5,4 m, độ cứng 1. Bát Fuji, khoen là Fuji. Đấy, con này thì phôi còn sáng các bác này. Phôi đẹp nhá. Phôi này không xấu đâu, phôi này còn là tương đối đẹp đấy. Xem có ngọn không. Phôi xong. Các bác kiểm tra cần mà không có ngọn thì hơi kém. Dù gì thì dù cái cần nó bị làm sao thì bị, nhưng bắt buộc phải có ngọn, mất khuyên thoải mái. Không ngọn là không làm gì được các nhá. Để em bóc ra xem có vướng víu trong này không. Đây, ngọn đây có nha. Đấy. Ngọn con này là bị dắt sang cái lóng khác. Cái dòng mà mất ngọn này vì mà rút lóng gốc ra trước là rất hay bị dắt ngọn ở bên trong nha. Đây sẽ làm chiếc cần nội địa Nhật, các bác có thể lên tìm hiểu nha. Bản Iris này là bản nội địa nha. Giá rất là đắt luôn nhưng mà lại không gì đặc sắc cả. Đấy, ngọn đây có nha, chất liệu carbon. Con này các bác hạ tay thì nó khoảng tầm 3.5 h, để cho bác đánh rô giếc cá khoảng tầm 1 ký 2 ký là câu cực ngon nhá. Cân nặng này 200 g, khá nhẹ nha. Con này nhớ là cái ở trên hộp nó ghi hàm lượng carbon rất là cao, ngọn 1 ly. Mã số 9, 400.000. Mã số 10. Mã số 10 sẽ là chiếc cần của hãng gì đây?
Con này thì em chỉ nó ghi tên đâu nhá, con này sẽ làm chiếc cần của Chila xuất Nhật nhá, OGK. À OGK. OGK là một hãng chuyên sản xuất cần tầm trung giá rẻ để sang Nhật. Con này chiều dài 5m3, độ cứng 2. Lấy trong tất cả các dòng phôi mà để mà bo bằng chết ý, thì những chiếc dòng cần như thế này cần rất khỏe các nhá. Con này hàm lượng carbon nó khoảng tầm 70%, còn 30% sẽ là sợi thủy tinh. Còn những chiếc cần như của Shimano như này thì nó khoảng tầm như con NT này khoảng tầm 99% là carbon, thì rất là nhẹ nhưng mà rất là giòn. Còn dòng này thì rất là dẻo và rất là bì, cực khỏe luôn, để các bác bo chép 3-4 cân bo trực tiếp cho em thoải mái luôn, gãy em đề. Riêng cái cần này, cần này thì phôi rất là trâu mà hơi lặng, cảm giác hơi bì một chút xíu. Để em rút ra xem độ lẩy của con này nó sẽ tỷ lệ khoảng bao nhiêu. Cần cứ tầm 73 là câu ngon đó nhá, con này tỷ lệ 73 đó nhá, khá là lẩy đấy. Bộ phôi con này thì dàn khuyên thì còn nhưng mà nó cũng lộ cổ, nó xấu xấu, bán phôi thôi nhá, không bán khuyên nhá, cho nó dễ. Nhiều các bác về cứ tính cả cái khuyên vào, xong là mỗi một khuyên cứ trừ đi 100.000 của em, hai khuyên 200 chết tươi. Rồi con này sẽ làm chiếc cần ngoạn 1.5, nặng con này nặng là 330 g, các bác hạ hết đi khoảng tầm 234 g gì đấy là các bác câu tay cực ngon nhá, 400.000 mã số 10. Đây hôm nay đây nhà bác một cái bộ phôi của HypoX nhá, 11 này. Phôi này bây giờ cũng không còn nhiều nhá, kể cả Shimano linh tinh dòng này bắt đầu rất là khó kiếm. Các bác để ý số em gần đây những cái dòng kiểu vân chưa chéo là của Shimano đang rất là ít nhá. Nó có thì nó vẫn có nhưng mà nó không nhiều, nó không sẵn trước trước thì lúc nào về cũng có vài cây, mỗi lần về vài cây, lần này vài lần về mới được một cây, cho nên là đang hiếm đi rất là nhiều nhá. Còn các bác xem clip của em thì chắc chắn ngày nào lâu lâu xem là vẫn có, thì lấy đâu ra mà hiếm đúng không? Bọn em lấy hàng bọn em biết là cảm giác đang hiếm rất nhiều nhá. Cái cây này này, với cả cây này này cùng một chủ sở hữu nhá. Đấy, con này chiều dài 5m4, độ cứng 2. Đấy, vân hai da nhá, con này để cho bác hạ tay thì khỏi chê nhá. Ok, cân nặng cho bác này 240 g, 1.3 ly, 1.3 ly, 800.000. Con này là bản khuyên trắng nhá, bản khuyên xích thì cái vân này nó sẽ đen hơn một tí, đắt hơn một tí, bản này thì rẻ hơn một tí, nhưng mà câu rất là êm quá nhá. Sang mã 12. 12 sẽ làm chiếc cần của hãng Perona ISO, dài 4m4, độ cứng 1.5. Con này được sản xuất ở Hàn Quốc nhá, chất liệu carbon, bát Fuji, khoen Fuji. Tiếp tục bán cho bác một bộ phôi nhá. Đây các bác xem phôi này còn rất là sáng nhá. Phôi bị xước nhìn nó sẽ rất là xấu nhá, còn phôi này rất là sáng, ngọn nhất còn đẹp. Một chiếc cần để bác hạ tay câu rô, con này câu rô thì không chê nhá, rất là nhẹ luôn, nặng 149 g, ngọn là 1.2 ly, cũng vừa phải đấy nhá, 1.5, 4m4 là rất là vừa tay nhá, 400.000. ISO thì em bán rẻ nhất là 400.000, còn không em sẽ đổi sang thợ nhá, còn không bán rẻ hơn nhá. Sang mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần sút lỡ. Đây sẽ làm chiếc cần sút lỡ của hãng Daiwa, dài 3m6, độ cứng 15, được sản xuất tại Việt Nam. Con này sẽ là bản Liberty Club. Liberty Club này thì bản này cần câu rất là ok nhá, tầm trung thôi, không quá đắt và cũng không rẻ. Một chiếc cần sút lỡ. Cân nặng cho bác này 260 g, ngọn là 2 ly. Đây có nhá, con này hiện tại đang bị thiếu mất một khuyên nhá, thiếu mất một khuyên ở đây tận này. Đấy, con này thì bán cho bác nguyên như này là 500.000 nhá, còn các bác nào mà thích đủ khuyên ấy thì là 600, tùy các bác nhá, báo trước khi chốt cho em nhá. Mã 13. 14 này, 14 sẽ làm chiếc cần ISO. Con này sẽ làm chiếc cần dài 5m4, độ cứng là 3.5, được trang bị là bát hãng, khuyên hãng quá nhá. Con này bán cho bác bộ phôi thôi, khuyên này khuyên hãng nha, không phải khuyên Fuji đâu.
Gian khuyên thì còn đủ hết, không lỗi lầm gì. Phôi sẽ là màu đen. Con này với cả con Pro này này là phôi giống nhau nhá. Bộ phôi con này rất là khỏe, lặng khỏe. Vì dòng này hàm lượng carbon nó không cao. Nhiều các bác có hỏi tại sao câu những chiếc cần nó lại khỏe thế, không gãy, thì hàm lượng sợi tinh họ sẽ cao nhá. Tại vì hàm lượng carbon cao thì nó sẽ mỏng, nhẹ, nên nó giòn. Đấy, bản này thì phôi rất dày, khỏe nhưng mà hơi lặng. Dài 54, 3 chấm, cứng 3.5 nhá, cân nặng này 430 g, mọi là 1.83 ly. Lấy các bác là 500.000. Đấy, hôm nay thì những chiếc cần tầm trung thì giá rất là ổn định nhé. Sao 15 này. Đấy, 15 lại chuyển, bắt đầu chuyển carbon cao cấp này. Ở chiếc cần cao cấp thì bác nhìn nó biết ngay. Phôi, màu, logo, mọi thứ đều đẹp. Con này có chiều dài là 4,5 m nhá, độ cứng là 1.5. Một chiếc cần của hãng Shimano. Con này hôm trước em có đăng rồi nhá. Con này thì khuyên rất là khuyên xích, đầu bu bị lai. Phôi cực kỳ đẹp. Con này có nhược điểm là cái lối long phụng đang bị lỗi thôi nhá. Đấy, bình thường con này thì giá nó sẽ khoảng tầm 1,2 triệu đổ lên. Đủ khuyên kia các kiểu, nhưng con này đang bị lỗi khuyên. Lai mất một khuyên cộng với cả bị lỗi mất cái chỗ lối long phụng nha. Con này em sẽ bán hôm nay cho bác giá êm nhá, cân nặng này 160 g. 0.9 ly, giá là 800.000. Đấy. Con này mà giá này bác không chốt nữa, em sẽ chuyển xuống em kiếm gọn em hạ tay. Em đang cần chiếc cần 4,5 m để đi câu hồ dịch vụ, câu trôi chiếc còn tầm 2 cân là vừa. 16 này, 16 sẽ làm chiếc cần của hãng LFT nhá. Con này sẽ làm chiếc cần dài 4,8 m, độ cứng 1.5, một chiếc cần của LFT. Bản Arenos nhá, bản này câu rất là sướng nha. Nó rất tiện này, em đang không máu bán lắm nhưng mà bác nào thích là nhất. Em hôm trước là có hạ một chiếc cần Arenos đây các bác này. Đấy, Arenos nha, đúng bản luôn. Đây là một chiếc bản Arenos dài 5,3 m, độ cứng 1.5 của em nhá. Đấy, con này em đang chơi này. Hạ đít đây này, hạ bát này. Bóc bát ra nhưng mà lười không lau sạch đi. Đấy. Con này thì em đã chế thành 3 bản nhá. Có nghĩa là một chiếc cần này câu 3 chế lộ luôn, tự chế tự chơi chứ không chơi ba loại ba sai. Đấy, cái này sẽ làm cái gốc của một cái gậy đánh gôn nhá. Em cắt ra để em làm chiếc cần 3,6 m. Con này đúng 3,6 m luôn, gốc 3,6 m. Các bác câu chán rồi các bác lắp đi, tháo đi ra. Đút sang cái cây này. Đánh 4,5 m. Đấy, móc bảo hiểm này đi câu móc bảo hiểm ở ấy nhá, ở hồ dịch vụ. Em không có đục lỗ, em buộc luôn cái dây đai cần vào đây. Đấy, khi nào mà chán 4,5 m thì tháo cái đít này ra, rút ruột đút vào đây thành cần 54. Đấy, câu 3 chế độ nhá. Đấy, các bác là thích không, thích thì 1,2 triệu vào việc. Đấy, công em hạ rồi đấy. Nếu thích thì con này nhá, 1,2 triệu. Còn con này sẽ là giá 1 triệu con nhá, mã 16. 4,8 m, độ cứng 1.5, câu rất là vừa tay, cá khoảng tầm 2 kg là bo bằng chết các bác nhé. Cân nặng 170 g, ngọn là 1.25 ly. Dòng này cây câu độ lẩy rất là cao các bác nhá, câu rất là sướng luôn và rất khỏe. Mã 16 1 triệu. Sang mã 17 nhá. 17 mã 17 này làm chiếc cần thuộc dòng cần chế các bác nhá. Đây sẽ làm chiếc cần chế thuộc cần ngọn tháp. Bát là bát titan nhá, một cái bát là 2 lít. Đấy, một chiếc cần chế đít bằng cái này giống bằng nhựa, cái này bằng nhựa uốn. Để khi ta cầm bát này, cái bụng này nó sẽ ốp vào cái phần tay của ta, câu rất là phê các nhá. Con này được trang bị phôi vân hai da, là vân của một chiếc cần Daiwa chất liệu carbon wicker nhá. Đây, ngọn con này sẽ là khuyên bằng kim loại nhá. Ngọn này sẽ là ngọn carbon đặc các bác nhá, không phải là sợi tinh đặc mà là carbon đặc. Đấy. Lên khuyên, lên đồ, lên chỉ cực kỳ đẹp nhá.
Vân hai da này. Đây sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần ngọn tháp cho các bác câu bè loại cứng nhá. Con này là độ cứng cao đấy, các bác bảy các kiểu rất ok nhá. Con này nó dài khoảng tầm 3 mét, khoảng 3 mét 3. Con này dài khoảng tầm 3 mét 3. Bác nào mà câu bè mà lấy cần tầm trung trung mà câu con này cực kỳ sướng nhá. Con này cân nặng cho bác này, nặng 300 g, ngọn là 1.1 ly, giá là 600.000 đó nhá. Đấy, sang mã số 18. 18 làm chiếc cần y chang nữa nhá, chế y chang. Đây cũng đít đế cầm ở đây, cũng là bát titan nhá. Con này thì ngắn hơn, phải nói là họ làm rất là kỳ công luôn nhá. Cái phần người ta chân khuyên người ta làm này cực kỳ đẹp đúng không ạ, rất là nhiều công ở đây nhá. Quấn chỉ vào keo quét sơn đánh bóng rất là đẹp coi nhá. Con này thì khoảng 3 mét cắm nhá, con này ngắn hơn con kia, ngắn hơn kia một tí. Con này thì cái khuyên đề ba của nó đang bị lỗi cơ nhá, khuyên đề ba là đang bị bung nhá. Cái này thì một lát em sẽ có trách nhiệm lấy cái đề ba cho bác để cho bác lắp vô nhá. Cái này thì rẻ hơn kia 100, cân nặng này 240 g, 1.07 ly, lấy các bác 500.000. 500.000 này các bác nếu mà các bác nào mà biết thì rất là rẻ luôn, vì một cái bát này đã ban đã là 200.000 rồi, còn cái cần thì có 300.000 rồi đấy. Em thì em lười bóc bát bán lẻ, em có để luôn em bán. Mã 19 này, con 19 này sẽ làm chiếc cần ngon hơn nhá. Con này có chiều dài nó khoảng tầm 3 mét 6. Con này sẽ được trang bị ở vân là vân Pogomet của Duck Bon Wicker nhá. Con này sẽ làm chiếc cần cũng được trang bị bát titan, cũng có đế đắm này nhá. Con này em đang phân vân, rất là phân vân cái cây này. Em đang định hạ tay câu này để đi câu chép dịch vụ. Con này ngọn sẽ là ngọn carbon đặc nhá. Độ lẩy, độ cong cũng khá tốt. Con này nếu mà tính ra độ cứng nó khoảng tầm 6H. 6-7H đấy, khá cứng. Vân bên trong đó nhá, vân Pogomet này, vân hai da. Rất là đẹp nhá. Con này nó làm chiếc cần ISO chế thành một chiếc cần ngọn tháp. À không được bác ơi, em xin lỗi. Con này khoảng tầm 3m3 đấy nhá, không được 3m6 đâu. 3m3. Con này các bác câu tay thì cảm giác hơi ngắn ha, thì cần này độ cứng khá cao. Để em đo xem mình chuẩn 3m3. Cái này nó chỉ áng chừng là vì cần này nó cần chế nhưng nó không có chiều dài ở trên cần để nói cho nó chuẩn xác đâu. Xin nhờ chị áng chừng thôi. Để em bóc cho cần 3m6 ra em đo là em biết ngay. Đây các bác nha này, cần 3m6 mà đo thì còn thừa từng đây thì sẽ còn tầm 3m3 nhá, rất là chuẩn luôn. Đấy, bác nào mà thích thích chơi cần hạ tay thì bác bóc khuyên ra là các bác có một chiếc cần 3m3 để đánh AQ. Con này nó dỗ từ trên xuống, nhưng mà các bác có thể rút từ trong rút ra được luôn nhé. Nếu mà làm ISO thì tuốt khuyên ra rút từ trong rút ra luôn. Con này nó đang cắm từ trên xuống. Rồi, con này cân nặng cho bác này 200 g, ngọn là 1 ly, 700.000 các nhé. Mã số 19. 20 này, 20 sẽ làm chiếc cần ISO của Việt Nam sản xuất. Con này sẽ làm chiếc cần đời cao nhá. Bát nó sẽ là bát bát đúc nhá. Bát đúc này sẽ dòng bát đúc để khuôn tay luôn nhá. Một chiếc bát đời cao. Gọi là bát đời cao đi, vì những cái bát đời cao nhất bây giờ thì chỉ như thế này, có hơn một chút xíu thôi. Được trang bị dàn khuyên rất là khuyên Fuji, nội xứ xích dòng khuyên vỏ có nhá. Một chiếc cần của Daiwa. Con này sẽ ghi là X2Q, 2Q.
Đấy, bản này bản đời cao nhá, dài 5m3, độ cứng 1. Phôi sẽ là màu xám ở gốc, còn trên sẽ là màu đen. Ngọn sẽ là vân vải các bác nhá, nối lòng phụ. Đấy, không lỗi làm gì, cân nặng các bác này. 190g. Ngọn là 0.9 ly. Lấy bác là 850.000đ. Để hôm nay lại tiếp tục giảm giá bác con này nhá, mã 20. 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần long beng, dài 4m, cứng 25. Đấy. Phôi cực kỳ đẹp quá nhá. Con này là vân hai da bản Pogomet nhỉ. Vân hai da cực kỳ đẹp luôn. Dòng đai qua thì vân này khá là đẹp. Đấy, vân nhỏ nhỏ này, nhìn ở khi ra hồ câu nhìn rất là phê như vảy rắn ấy, nhìn rất là đẹp. Con này vân này ra tận ngọn nhá, có định vị khuyên cho các bác. À, con này thì có nhược điểm là bị lai khuyên nữa nhá. Ba khuyên này là bị lai các bác này. 1 2 3, ba khuyên đầu tiên bị lai. Còn toàn bộ ở dưới thì ok, không lỗi làm gì. Đấy, con này lấy bác là 1.200.000 nhá. Giá này là cực kỳ êm rồi đấy, cân nặng 350g. Ngọn là 2.5 ly, mã 21. 1.2. 22. 22 sẽ làm chiếc cần sút của dòng Mamiya nhá. Một chiếc cần Mamiya Olympic, một chiếc hãng của Nhật được sản xuất tại Hàn Quốc, dài là 39, cứng 25. Bát là bát Stylit nhá. Bát Stylit là thuộc dòng bát đời cao. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen Fuji nhá, không lỗi lầm gì. Phôi màu xám. Ngoài hình còn đẹp quá nhá. Cái vết này là vết bẩn nhá, về các bác lau giúp em. Nó là vết bẩn thôi đây này. Cân nặng này 390g. Bản này cần rất khỏe nhá. Ngọn 2.55 ly, cứng 25, giá là 600. Mã 22. Sang mã 23 này. 23 con này thì em cũng định lên khuyên để đi chơi đấy, nhưng mà lại lười, lại thôi. Ở đây sẽ làm chiếc cần đời cao của hãng Daiwa. Chính xác đời nó là đời khá là cao đấy, đời cổ rồi nhưng mà thuộc dòng cần cao cấp nhá. Chất liệu carbon wicker, chiều dài là 2m4, độ cứng 1.5. Bát Fuji, khoen Fuji, bản này sẽ là khuyên xích nhá. Nhưng mà con này đang bị lỗi khuyên này. Con này bị mất đầu bu. Sinh ra là bị mất khuyên chạy. Giờ là còn phôi với cả một hai cái khuyên đấy nhá. Con này lên khuyên thì dễ thôi, nó có ba khuyên chạy và cả đầu bu là đủ nhá. Đề ba con này cũng bị mất đá này. Đấy, con này mà đủ phôi đủ đẹp long lanh nó rơi khoảng tầm 1.4 triệu một cây cơ nhá. 2m4, 2m7, 3m, 3m3, 3m6, 3m9, tất cả cái dòng này đều đắt, bây giờ cực kỳ đắt luôn. Đấy, dòng đặc biệt dòng này nó ngắn nha, nó sẽ ngắn hơn chiếc cần ISO bình thường khoảng tầm ít là 10 phân đến 15 đến 20 phân tùy bản nhá. Đây này. Đấy. Con này thì cân nặng cho bác này. 90g. Ngọn là 0.84 ly, 700.000 con này về cho bác lên đồ thì lên nhá, còn các bác đi hạ tay câu giếc, câu gần bờ cũng không chê luôn, cực kỳ lẩy. Vì tất cả các dòng cần nào các bác còn muốn câu ngon ấy thì các bác cứ kiếm cái gốc thật to. Gốc to, ngọn nhỏ, lẩy không thể tả được luôn. Ok. Và chiếc cần mã 24 cuối cùng ngày hôm nay là bác nào máu thì vào việc nhá. Đấy em có báo cho bác rồi đấy. 1.2 triệu. Mã cuối cùng, mã 24. 1.200.000. Có đủ đồ cho bác chế 3 size nhá, 36 này. Con này thì câu được trôi 2,5 kg rồi, chưa gặp cá to. Còn hôm nọ là em ấy, thằng cô em nó bắt con này đi câu khoảng tầm 40 cân cá trôi. Mình trôi nhỏ lắm, toàn trôi 7-8 lạng thôi, bò phát lên luôn. Đấy, 36 này, gốc 4,5 này. Và gốc zin ở đây nhá là 5,3 m. Đấy, các bác mà ưng cái cây nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác ở clip tiếp theo. Bye bye.